là một giám đốc công ty du lịch, tôi có cơ hội đến nhiều nơi trên thế giới. Là một giám đốc phòng tranh, tôi mang sự hài lòng đến cho mọi người. Qua một không gian sưu tầm và thẩm định những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam, nguyên bản và chất lượng. Kinh doanh du lịch, kinh doanh nghệ thuật cho tôi nhiều trải nghiệm. Đi, sưu tầm nhưng không có sáng tạo. Tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó cho riêng mình. Thời gian không chờ đợi một ai. Một cái cây sống cả cuộc đời cho đến lúc chết già là cả một câu chuyện gần trăm năm. Vậy mà khi chỉ còn là một khúc gỗ có đặt ở vệ đường cũng chẳng ai đoái hoài. Còn tôi không muốn sự lãng quên. Tôi muốn ứng dụng mỹ thuật vào phục vụ cuộc sống mỗi ngày. Một điều gì đó thật hữu dụng. Để hiện thực hóa giấc mơ sáng tạo một sản phẩm mang dấu ấn riêng mình và có công năng hữu dụng cho mọi nhà, tôi không chỉ có một mình. Tôi, hội họa, họ tạo nên âm nhạc. Tại sao lại chọn chất liệu bút chì màu? Chỉ có điên mới làm. Độc đáo, chưa ai từng làm. Chi phí cao, nên trên thế giới có một số người làm chơi thì làm, chứ không ai đưa vào sản xuất vì quá đắt đỏ. Thực ra khi mà nói đến bút chì màu ấy, thì nhiều khi mình hay nghĩ rằng là hình như mình hơi điên. Mình quá điên khi mà chọn cái chất liệu này. Bởi vì bản thân cái bút chì màu mặc dù nó rất là đẹp, nhưng về mặt nào đó thì nó rất là đắt. Và thêm nữa là bút chì màu không hề dễ làm để trở thành những cái sản phẩm. Toàn bộ là mình tự học, tự làm. Và phải nói thực là tôi đã vứt đi không ít bút chì màu. Tuy nhiên là tôi cũng rất là may mắn rằng những người chung quanh tôi thì họ luôn luôn ủng hộ những ý tưởng điên rồ nhất của tôi. Họ luôn luôn khuyến khích tôi và làm cho tôi có cảm hứng hơn trong việc là tiếp tục với cái ý tưởng điên rồ của mình. Những khó khăn ngày đầu, sản phẩm thử nghiệm không đẹp hoặc đẹp mà không thực tế. Tôi muốn mọi đồ vật trong nhà đều phải có công năng hữu dụng của nó. Tôi còn nhớ cách đây khoảng 2 năm rồi. Lúc đó khi mà tôi sáng tạo ra một chiếc bàn trà từ bút chì màu đầu tiên. Cái bàn trà đó nó được làm từ khoảng 1.200 chiếc bút chì màu và nó được làm vô cùng công phu. Và thật là tuyệt vời, chỉ sau 2 tiếng sau thì có một đôi vợ chồng người Úc. Họ đã vô cùng thích thú khi nghe tôi nói chuyện về sản phẩm đầu tay của mình. Đôi vợ chồng người Úc đó thì họ rất là vui và sau đó họ đã hỏi tôi là tôi có thể ký tên vào
phía dưới của chiếc bàn trà đó không, thì đó cũng là một cái niềm vui. Và đó cũng là một cái nguồn cảm hứng cho tôi để tôi tiếp tục tạo ra những sản phẩm mới. Giấc mơ mà tôi từng mơ nay đã đi ra ngoài đời thực. Giấc mơ mà nơi đó, giữa không gian hiện đại tràn ngập thủy tinh lấp lánh và kim loại sáng bóng, một chiếc bàn nổi bật bằng gỗ độc nhất được tôn vinh như là nơi nó xứng đáng thuộc về. Cái đẹp nảy sinh từ sự đối chọi thô ráp và phẳng nhẵn, mộc mạc và hiện đại. Tưởng rằng không hoàn hảo, nhưng hóa ra là thứ hoàn hảo nhất. Và tôi mong cái đẹp trong mắt tôi sẽ mang đến vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn. Đây là hành trình của tôi cùng thân cây bị bỏ quên và những chiếc bút chì màu, làm nên giấc mơ đến với triệu ngôi nhà